Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Xin chào anh Phú ạ. Xin chào Nghệ An Quy Bình. Đúng rồi, hôm nay đổi tên như thế hay đúng không? Trước hôm qua tên nghe chán đổi quá. Vâng, xin chào chị Francisco Võ. Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay những người Việt Nam, những người mà yêu đất nước Việt Nam, yêu quân đội Việt Nam rất là tự hào thì đội tuyển xe tăng hành tiến của chúng ta đã vô địch ở bảng 2. AMIGAM tổ chức tại Nga. Vâng, thì những đội tuyển xe tăng của ta thì mới tham gia được cái lần này là lần thứ 3, nhưng mà lần này đã đổi màu huy chương, thì năm ngoái huy chương bạc, năm nay được cái huy chương vàng cái bảng 2, tức là năm sau thì mình được lên đấu ở cái bảng 1. Đấy, những bảng 1 thì gồm có những đội tuyển rất là mạnh, ví dụ như Nga hoặc là Trung Quốc chẳng hạn. Thì đây là một cái điều rất đáng tự hào của những tuyển thủ, những cái các anh bộ đội mà lái xe tăng của Việt Nam. Thì ngay buổi chiều hôm nay thì tôi cũng canh để tôi truyền hình tiếp sóng trực tiếp cái cuộc thi này. Thì, đầu tiên thì có các bạn bảo là cứ khoảng 6-7 giờ cơ, nhưng mà tôi cũng hôm nay chiều nay cũng rảnh, thành cuối cùng là tôi cũng canh để mà phát trực tiếp để phục vụ tất cả các bạn. Vâng, tôi tiếp sóng từ cái báo Nhân Dân điện tử. Vâng, thì mình cũng rảnh rỗi thôi. Vừa xem thì là cũng ở trên cái phần mềm xem bia này thì mình phát cho tất cả các bạn cùng xem với mình cho nó vui, đúng không? Chứ còn ở đây cũng chả có cái bận rộn mà chả gì, đằng nào thì mình cũng xem cả thôi. Nếu mà xem ở TV thì nó lớn hơn, nhưng mà xem ở máy vi tính thì nó nhỏ một tí xíu, nhưng mà nói chung là mình cũng bao quát được tất cả cái cuộc thi xe, cuộc thi xe tăng hành tiến này như thế nào. Vâng, thì cái đề tài hôm nay tôi đưa ra là đừng có rước hổ vào cửa, tức là đuổi hổ vào cửa ra cửa trước thì lại rước beo vào cửa sau. Thì chắc cái đề tài này thì các bạn cũng đều hiểu rồi. Vâng, ở đây thì tôi muốn nói là một số cái bọn chống cộng cực đoan và bọn ba que, chúng nó lúc nào chúng nó cũng nói là thôi bây giờ coi như mình không chơi với Trung Quốc nữa, mà mình chỉ có thân thiết hoặc là chơi với Mỹ thôi, vì Mỹ mang rất nhiều lợi ích cho Việt Nam. Và hiện và vừa rồi như tất cả các bạn đều đã biết là Mỹ cũng ra một cái mới là Mỹ cấm tất cả các công ty mà đã bồi đắp những cái đảo nhân tạo ở cái quần đảo Trường Sa của Việt Nam ấy, là không được tham gia những cái chuyện mà xây dựng ở Trung Quốc nữa. Và ở đây là có cỡ khoảng độ hình như 12 hoặc 14 công ty vậy. Và những cái quan chức mà ở làm ở trong công ty đó thì là khi mà xin visa vào Mỹ thì Mỹ cũng cần phải xem xét. Thì một số những bọn chống cộng cực đoan thì nó bảo là Mỹ hiện nay coi như là giúp Việt Nam rồi, Mỹ coi như là đánh Trung Quốc, Trung Quốc suy yếu đi hoặc là xóa bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi mà Mỹ xóa bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc xong thì sẽ tiếp đến là xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam và những người dân Việt Nam phải lo lắng trước đi. Cho nên là Mỹ hiện nay là ra những cái đòn như thế thì những người dân Việt Nam suy nghĩ như thế nào. Vâng, thì ở đây chúng mình cũng nói chung là tôi nói với tất cả các bạn rằng cũng nói nhiều ở những cái chương trình khác cùng với các bạn rồi, là ở đây là Mỹ cái thực hiện cái mưu đồ của riêng Mỹ, chứ Mỹ không có giúp Việt Nam một cái gì cả. Cho nên là người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Nguyễn Thị Thu Hằng thì khi mà được các nhà báo hỏi là việc Mỹ mà ví dụ tập trận ở khu vực Biển Đông và có những hành động như thế, thì bà Nguyễn Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của mình đã nói, tức là Việt Nam
mong muốn Biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và cùng nhau phát triển. Đấy. Và bà ấy cũng mong muốn tất cả cũng góp phần vào cái sự ổn định và hòa bình ở Biển Đông. Đấy. Và muốn các nước, em chào ông Phú ạ, muốn các nước là tôn trọng những cái luật lệ quốc tế, nhất là về những cái công ước về luật biển năm 1982. Một sự trả lời rất là khôn ngoan. Ở đây là trước kia anh Phú và tôi, chúng tôi đã phân tích là những cái mà Mỹ vào Biển Đông là đều phục vụ cho những cái mưu toan của Mỹ hết, chứ không phải là vào trong này mà phục vụ Việt Nam đấy, và một số nước. Tôi nói tới tất cả các bạn là hiện nay Mỹ đang chuẩn bị cái kỳ bầu cử, tức là vào tháng 11 năm 2020. Dịch Covid-19 đã làm cho ông Trump bị mất điểm rất là nhiều. Thứ nhất là số người Mỹ chết vì dịch Covid-19 càng ngày càng tăng lên. Ví dụ như trong kể từ đầu mùa dịch cho đến hôm nay đã có hơn 191.000 người Mỹ bị chết vì dịch Covid-19 và hơn 6 triệu người Mỹ bị mắc bệnh Covid-19. Vì thứ hai là vì cái bệnh Covid-19 chính phủ Mỹ xử lý không tốt, do vậy làm số người mắc tăng lên và số người bị chết cũng rất là nhiều. Mà ông Trump thì ông nhiều khi ông phát biểu một cách rất là bất nhất, mà làm ví dụ là chết những người Mỹ mà chết vì dịch Covid-19 cỡ khoảng 200 đến 300 người là chuyện bình thường. Đấy, như thế đó là một cái sự phát biểu rất vô trách nhiệm của ông Trump. Với thứ hai là nền kinh tế của Mỹ vì cái dịch Covid-19 này bị sụt giảm rất là nghiêm trọng. Đấy, ví dụ như trong quý 2 năm 2020, kinh tế của Mỹ sụt cỡ khoảng là hơn 33% GDP. Các bạn phải lưu ý hơn 33% GDP. Do vậy cho nên là thường thường ở những cuộc sắp sửa đến cuộc bầu cử tổng thống ấy, thì thường thường các những cái người mà đang đương nhiệm tổng thống, ví dụ như ông tổng thống Trump, thì ông ấy tẩy những cái mà khó khăn ở trong nước ra bên ngoài. Và như thế ví dụ ông Trung ông ấy tẩy những cái ví dụ ông OIF về cái vấn đề Trung Quốc chẳng hạn ở ngoài Biển Đông, để cho dư luận của những người Mỹ nói là hiện nay ông Trung ông đang làm như thế này đấy cái khác đối với Trung Quốc. Nhưng tôi nói với tất cả các bạn, hiện nay Mỹ chỉ so kè Trung Quốc thôi, chứ còn lại là bây giờ ví dụ làm Trung Quốc suy yếu đi là cái chuyện đấy không thể có được. Tôi nói với tất cả các bạn như thế. Và bọn chúng cộng cực đoan cũng đừng mong rằng là ví dụ Mỹ để Mỹ sẽ đánh đổ cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nhá. Em xin mời anh Phú ạ. Chào anh Bằng, chào các anh chị em. Thật sự ra là qua cái cuộc bầu cử nước Mỹ này, chúng ta mới thấy cái mặt trái của cái xã hội tư bản thế nào. Cái mặt trái của cái xã hội tư bản nó là chỉ là một cái vấn đề gọi là dân chủ Mỹ dân. Họ luôn đặt cái quyền lợi của đảng phái họ, họ luôn luôn đặt cái quyền lợi của cái nhóm tài phiệt, chứ còn quyền lợi của người dân, họ coi người dân như một đám cừu để mà ra sức đi cày, để mình đọc tiền thuế, mang lại cái quyền lợi cho cái giai cấp tư bản thôi. Điển hình như chúng ta bảo rằng có nhiều người anh chị em ở hải ngoại, thứ nhất là có một cái nhìn thiển cận về cái đất nước Việt Nam hay là cái chủ nghĩa xã hội. Họ cho rằng là đất nước tư bản này có nhân quyền dân chủ như là nước Mỹ vậy đó. Thì chúng ta thấy không, có một ông là phó chủ tịch đảng dân chủ, khi mà ông ta nhận xét về cá nhân ông ta về lãnh tụ Hồ Chí Minh thì là có bao nhiêu người là lợi dụng về cái lời đó, lời nói đó, một cái tattoo đó để mà lên án ông ta, để mà chiếm phiếu trong cái mùa bầu cử. Kể cả trong đó có những là chính trị gia người Mỹ gốc Việt, thì đó là chẳng qua là những cái con kền kền thôi, đúng không anh? Qua cái sự việc đấy thấy nước Mỹ có dân chủ không? Bây giờ thì em nói nhá, bây giờ thì bản thân em giờ em sống ở Việt Nam, ví dụ ông Trung ông tốt em vẫn ca ngợi ông Trung mà, đúng không? Bình thường, cái đâu có gì đâu. Thì chúng ta phải thấy như thế này này, cái nước Mỹ á nó đại diện cho cái tầng lớp gọi là tư bản á. Thì hai đảng nói chung là nó là đa đảng này, lưỡng đảng này, thì chắc ra nó chỉ là diễn một vở tuồng để cho là vở tuồng chính trị khi mà trong cái cuộc bầu cử thôi, để mà tranh phiếu với nhau thôi, chứ
Chứ thật sự mà khi mà xong cái cuộc bầu cử rồi thì hai đảng, tất cả bộ nghị viên hai đảng nó cũng ngồi lại để mà nó hợp tác, nó làm ăn với nhau thôi. Mục đích là mang cái quyền lợi cho cái đảng cầm quyền và cái quyền lợi cho cái đám tài phiệt. Tại vì những cái đám tài phiệt đó nó đóng cái nguồn thuế để nó nuôi lại cái người dân đó. Alo, chào. Chào Thăng là Tâm gì đó. Thì chúng ta thấy rằng cái bộ Tấn Phát, thì chúng ta thấy là cái bộ mặt thật của cái nền mà gọi là dân chủ, là tự do dân chủ ở nước Mỹ, thì đáng qua là nó chỉ là một cái lá bài để mà kiếm phiếu thôi, để mà tranh tranh cái quyền lực giữa đảng này và đảng nọ thôi. Đấy, chúng ta thấy vậy đó. Là thêm nữa là cái bọn mà gọi là kền là gốc Việt đó, thì là bu vào đó, bu vào cái lời nói đó để mà gọi là kiếm phiếu với nhau thôi. Thật chất là họ không có vì cái quyền lợi của cái dân tộc hay là quyền lợi, họ chẳng qua là vì cái quyền lợi của bản thân thôi, về tranh giành cái quyền lực thôi. Như thế thôi. Cho nên là em nói anh Phú và Phát Tấn và tất cả các bạn ở đây, ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, khi mà các nhà báo hỏi ông ấy bây giờ ví dụ như Trung Quốc hai nước lớn như thế thì các ông theo nước lớn như thế này như thế nào, thì ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh ông ấy trả lời là chúng tôi không theo ai cả, chúng tôi coi Trung Quốc là bạn và Mỹ cũng là bạn. Ví dụ một số nước mà trong những cái hoàn cảnh như thế này thì có khi là phải ngả theo một nước, nhưng mà ở đây Việt Nam không, Việt Nam coi Mỹ cũng là bạn. Đấy, Mỹ là đối tác toàn diện của Việt Nam và Trung Quốc là đối tác chiến lược. Đấy, toàn diện của Việt Nam. Tôi em xin nói về cái tư tưởng và cái nhận định cá nhân của em. Bởi vì có những người bảo rằng là chúng tôi cần đa đảng, hay là đó là các bác mà gọi là ở tại hiện nay sống lưu vong nước ngoài, hay hoặc là tôi cho một số người trong nước đi gọi là những dân chủ cụi là bảo rằng muốn cần đa đảng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này: mỗi một dân tộc, mỗi một đất nước nó có một nền chính trị văn hóa khác nhau hết. Tôi nói ở một đất nước Việt Nam mình là một đất nước nhỏ, một đất nước khi thoát ra chiến tranh mà trước đây hàng trong quá trình lịch sử là luôn luôn lúc nào cũng có ngoại xâm để mà âm mưu xâm chiếm đất nước Việt Nam. Mà ai là người đứng ra, cái đảng phái nào đứng ra để giải phóng cho dân tộc này khỏi ách nô lệ và khỏi cái đánh đuổi cái bọn ngoại xâm? Chỉ có đảng Cộng sản. Bởi vì cái quyền lợi đó khi mà bắt đầu những cái người mà đứng lên để mà giải trừ các thực dân nô lệ và những cái chính sách ngoại bang để đến Việt Nam để mà thôn tính đất nước chúng ta, để mà cai trị vấn đề bóc lột nhân dân chúng ta, vậy thì ai là người đứng ra lãnh đạo cái phong trào đó? Có phải là Đảng Cộng sản Việt Nam không? Đúng không? Vậy thì tôi nói, nếu một ngày nào mà bây giờ cho đa đảng đi, bây giờ đa đảng chúng ta nhìn thấy nước Mỹ ra, nhìn thấy điển hình như nước Mỹ thôi. Tôi nói bây giờ những cái đảng phái nào khi mà đất nước Việt Nam trong thời gian gian khổ bị cấm vận, khi thống nhất đất nước, ai là người đứng ra chung tay góp sức với đảng Cộng sản để làm nên một cái cơ đồ, để làm nên một cái sự phát triển cho đất nước đến ngày hôm nay? Cái vấn đề này, em nói anh Phú như này, cái đảng nào mà vì dân, do dân đấy, và vì đất nước, vì tổ quốc này đấy, thì nói chung cái đảng ấy lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 90 năm nay rồi, những người dân đã nhìn thấy cái vai trò của Đảng Cộng sản rồi. Không, thì nói chung là những người dân ví dụ như anh, như em chẳng hạn, hoặc như tất cả các bạn đây ủng hộ, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà ví dụ là như cái bọn ba que nói thối lát để như thế này như khác, thì như tự những người dân ở trong nước, người ta sẽ đứng lên, người ta sẽ phản đối. Tôi sẽ trả lời cho Kiên Giang. Đức có đa đảng, nhưng mà cái tình hình dân trí và cái tình hình lịch sử của đất nước Đức nó khác hơn đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta không thể nào bây giờ tôi hỏi bạn Kiên Giang nè, cái đa đảng của nước Đức đó đâu có giống như cái đa đảng của Mỹ đâu, đúng không? Nó đâu có giống nhau đó, nó đâu có giống trong cuộc bầu cử mà nó đi môi những cái mà hạ đẳng nhất ở trong cái chính trường chính trị để mà hạ đẳng, để mà nhận những cái đối phương đâu. Nước Đức nó không có, tại vì nó ý thức được cái sự dân tộc của nó, cái tính dân tộc tính của nó cao hơn cái, tại vì sao, đó là cái dân thuần chủng. Còn nước Mỹ là một đất nước gọi là đa chủng tộc, nó khác nhau ở chỗ đó. Bạn phải hiểu gì? Mỗi tính cách lịch sử của dân tộc nó khác nhau hết.